Trong cõi Diêm Phù Đề đó có 80 thành vua, trong mỗi thành vua có 500 tăng phường. Trong mỗi tăng phường đều lập tịnh xá cho Phật, thầy đều cao rộng, dùng các thứ báu đẹp để nghiêm sức. Trong mỗi thành vua đều thỉnh Đức Phật đến, dùng các đồ cúng tốt đẹp để dâng cúng Đức Phật. Khi Đức Phật vào thành, hiện đại sức, đại thần thông, khiến cho vô lượng chúng sinh đều gieo trồng các căn lành, vô lượng chúng sinh tâm được thanh tịnh. Chúng sinh thấy được Phật hoan hỷ, phát tâm Bồ Đề, khởi tâm đại bi, lợi ích tất cả chúng sinh, sinh tu tất cả Phật Pháp, vào chân thật nghĩa lý, chỗ nơi tự tánh của Pháp, thấu rõ Pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, đắc được trí huệ ba đời, bình đẳng quan sát ba đời, biết tất cả chư Phật, ra đời trước sau thứ tự, dễ nói đủ thứ diệu Pháp, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, phát nguyện Bồ Tát, vào Bồ Tát Đạo, nguyện Pháp của chư Phật nói, thành tựu Pháp như biển, hay khắp thị hiện thân, khắp cùng tất cả các cõi, biết căn tánh của tất cả chúng sinh và tánh dục của họ, khiến cho họ phát khởi nguyện nhất thiết chí. Phật tử ý ngươi như thế nào? Thái tử thuở đó được ngồi chuyển luân thánh vương cúng dường Đức Phật, đâu phải là người nào khác, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay vậy. Vua Tài Chủ chính là Đức Phật Bảo Hòa. Đức Phật Bảo Hòa đó hiện tại ở phương Đông, qua khỏi các cõi Phật nhiều như số hạt bụi biển cõi Phật, có biển thế giới tên là Hiện Pháp Giới Hư Không Ảnh Tượng Vân. Trong đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Tam Thế Ảnh Mani Vương. Trong thế giới chủng đó có thế giới tên là Viên Mãn Quang. Trong đó có đạo tràng tên là Hiện Nhất Thiết Thế Chủ Thân. Đức Phật Bảo Hòa thành tựu A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở nơi đó. Có các chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, bất khả thuyết cõi Phật, vây quanh trước sau, Đức Phật vì họ mà thuyết Pháp. Thuở xưa khi Đức Phật Bảo Hòa tu hành Bồ Tát Đạo, thì nghiêm tịnh biển thế giới đó, trong biển thế giới đó, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai xuất hiện ra đời, đều do Phật Bảo Hòa lúc còn làm Bồ Tát đã từng giáo hóa họ, khiến cho họ phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cô gái Thích Ca Cù Ba nói với Thiện Tài Đồng Tử, Phật tử, ý người như thế nào? Thái tử thuở đó được ngôi chuyển luân thánh vương cúng dường Đức Phật Thắng Nhật Thân, đâu phải là người nào khác, người có biết là ai chăng? Chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay vậy. Ông vua tại chùa đó chính là Đức Phật Bảo Hoa. Đức Phật Bảo Hoa đó hiện tại ở phương Đông, qua khỏi các cõi Phật, nhiều như số hạt bụi biển cõi Phật, có biển thế giới tên là Hiện Pháp Giới Hư Không Ảnh Tượng Vân. Trong đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Tam Thế Ảnh Mani Vương. Trong thế giới chủng đó có thế giới tên là Viên Mãn Quang. Chủng là chủng loại, giống loại, trái cây có giống loại trái cây, rau cải có giống loại rau cải, ngũ cốc có giống loại ngũ cốc, hoa cỏ có giống loại hoa cỏ. Nếu chẳng có giống loại thì chẳng cách gì tiếp nối sau này, chẳng cách gì truyền tông tiếp đại mà đoạn tuyệt đời sau. Cho nên thế giới cũng có chủng loại. Thế giới là hóa thân của Bồ Tát. Bồ Tát biến thành thế giới cúng dường hết thảy chúng sinh. Bất cứ là hữu tình chúng sinh hoặc là vô tình chúng sinh đều sinh tồn trong thế giới. Trong thế giới viên mãn quang đó có đạo tràng tên là Hiện Nhất Thiết Thế Chủ Thân. Trong đạo tràng đó có Đức Phật hiệu là Phật Bảo Hoa. Ngài ở tại đạo tràng này thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở nơi đó. Có các chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật vây quanh trước sau Đức Phật Bảo Hoa. Đức Phật Bảo Hoa vì các đại Bồ Tát đó mà dễ nói diệu pháp. Thuở xưa khi Đức Phật Bảo Hoa tu hành Bồ Tát Đạo thì đã từng trang nghiêm thanh tịnh biển thế giới đó. Trong biển thế giới đó có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai xuất hiện ra đời, đều do Phật Bảo Hoa lúc còn làm Bồ Tát đã từng giáo hóa các ngài, khiến cho họ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bà Thiện Hiện, mẹ của đồng nữ Diệu Đức, nay là mẹ của ta bà Thiện Mục, quyến thuộc của vua xưa kia, nay là chúng hội của Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, đều tu hành đầy đủ các hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu viên mãn đại nguyện. Tùy thường ở tại chúng hội đạo tràng này mà hay hiện khắp tất cả thế gian, trụ tam muội bình đẳng của các Bồ Tát. Thường được hiện thấy tất cả chư Phật, tất cả Như Lai, dùng mây âm thanh vi diệu, đồng hư không, diễn nói chánh pháp, đại chúng thầy đều nghe được. Nơi tất cả pháp đều được tự tại, danh đồn vang khắp cõi nước chư Phật, đến khắp chỗ tất cả đạo tràng, hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh, tùy theo căn cơ mà giáo hóa điều phục, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát Đạo luôn không gián đoạn, thành tựu viên mãn thể nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Phật tử, đồng nữ Diệu Đức xưa kia,
cùng với chuyển lên Thánh Vương Oai Đức Chủ, đem tứ sự cúng dường Đức Phật thắng nhiệt thân chính là thân ta ngày nay vậy. Bà Thiện Hiện, mẹ của đồng nữ Diệu Đức xưa kia, nay là mẹ của ta, bà Thiện Mục, quyến thuộc của Vua Tài Chủ và chuyển luân vương Oai Đức Chủ xưa kia, nay là chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, đều tu hành đầy đủ tất cả đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu viên mãn tất cả đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Tuy thường ở trong chúng hội đạo tràng này mà hay hiện khắp tất cả thế gian, trụ tam muội bình đẳng của tất cả Bồ Tát, thường được hiện thấy tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật dùng mấy âm thanh vi diệu đồng hư không diễn nói chánh pháp, đại chúng này thảy đều nghe được y pháp tu hành, nơi tất cả pháp đều được nhậm phận tự tại, danh đồn vang khắp cõi nước chư Phật mười phương, ai ai cũng đều biết. Đến khắp chỗ tất cả đạo tràng, hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh, tùy theo căn cơ mà hiện thân giáo hóa điều phục họ, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, hết kiếp thủa vị lai, tu hành Bồ Tát đạo, luôn luôn không gián đoạn, dũng mãnh sinh tinh tấn, vĩnh viễn không giải đãi, mới có thể thành tựu viên mãn đại thệ nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Phật tử, đồng nữ Diệu Đức xưa kia, cùng với chuyển luân Thánh Vương Oai Đức Chủ, đem thức ăn uống, y phục, tọa cụ, thuốc thang, tứ sự cúng dường, chính là thân ta ngày nay vậy. Sau khi Đức Phật đó diệt độ rồi, trong thế giới đó có 60 ức trăm ngàn na do tha vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều cùng với vua thừa sự cúng dường. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Thanh Tịnh Thân, kế hiệu là Phật Nhất Thiết Trí Nguyệt Quang Minh Thân, kế hiệu là Phật Diêm Phù Đàn Kim Quang Minh Vương, kế hiệu là Phật Chư Tướng Trang Nghiêm Thân, kế hiệu là Phật Diệu Nguyệt Quang, kế hiệu là Phật Trí Quang Tràng, kế hiệu là Phật Đại Trí Quang, kế hiệu là Phật Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn, kế hiệu là Phật Trí Lực Vô Năng Thắng, kế hiệu là Phật Phổ An Tưởng Trí, kế hiệu là Phật Ly Cấu Thắng Trí Vân, kế hiệu là Phật Sư Tử Trí Quang Minh, kế hiệu là Phật Quang Minh Kế, kế hiệu là Phật Công Đức Quang Minh Tràng, kế hiệu là Phật Trí Nhiệt Tràng, kế hiệu là Phật Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân, kế hiệu là Phật Phước Đức Nghiêm Tịnh Quang, kế hiệu là Phật Trí Diễm Vân, kế hiệu là Phật Phổ Chiếu Nguyệt, kế hiệu là Phật Trang Nghiêm Cái Diệu Âm Thanh, kế hiệu là Phật Sư Tử Dũng Mãnh Trí Quang Minh, kế hiệu là Phật Pháp Giới Nguyệt, kế hiệu là Phật Hiện Hư Không Ảnh Tượng Khai Ngộ Chúng Sinh Tâm, kế hiệu là Phật Hằng Cứu Tịch Diệt Âm, kế hiệu là Phật Phổ Trấn Tịch Tĩnh Âm, kế hiệu là Phật Cam Lộ Sơn, kế hiệu là Phật Pháp Hải Âm, kế hiệu là Phật Kiên Cố Võng, kế hiệu là Phật Ảnh Kế Như Lai, kế hiệu là Phật Nguyệt Quang Hào, kế hiệu là Phật Biện Tài Khẩu, kế hiệu là Phật Giác Hoa Trí, kế hiệu là Phật Bảo Diệm Sơn, kế hiệu là Phật Công Đức Tinh, kế hiệu là Phật Bảo Huyệt Tràng, kế hiệu là Phật Tam Muội Thân, kế hiệu là Phật Bảo Quang Vương, kế hiệu là Phật Phổ Trí Hạnh, kế hiệu là Phật Diễm Hải Đăng, kế hiệu là Phật Ly Cấu Pháp Âm Vương, kế hiệu là Phật Vô Tỷ Đức Danh Xưng Tràng, kế hiệu là Phật Tu Tý, kế hiệu là Phật Bổn Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt, kế hiệu là Phật Chiếu Nghĩa Đăng, kế hiệu là Phật Thâm Viễn Âm, kế hiệu là Phật Tỷ Lô Giá Na Thắng Tạng Vương, kế hiệu là Phật Chư Thừa Tràng, kế hiệu là Phật Pháp Hải Diệu Liên Hoa. Phật tử, trong kiếp đó có 60 ức trăm ngàn na do tha vị Phật xuất hiện ra đời như vậy, ta đều gần gũi hầu hạ cúng dường. Sau khi Đức Phật thắng nhiệt thân đó diệt độ rồi, trong thế giới vô úy đó có 60 ức trăm ngàn na do tha Đức Phật xuất hiện ra đời. Lúc bấy giờ ta đều cùng với vua thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Thanh Tịnh Thân, vị Phật thứ hai hiệu là Phật Nhất Thiết Trí Nguyệt Quang Minh Thân, vị Phật thứ ba hiệu là Phật Diêm Phổ Đàn Kim Quang Minh Vương, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Chư Tướng Trang Nghiêm Thân, vị Phật thứ năm hiệu là Phật Diệu Nguyệt Quang, vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Trí Quang Tràng, vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Đại Trí Quang, vị Phật thứ tám hiệu là Phật Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn, vị Phật thứ chín hiệu là Phật Trí Lực Vô Năng Thắng, vị Phật thứ mười hiệu là Phật Phổ An Tường Trí, vị Phật thứ 11 hiệu là Phật Ly Cấu Thắng Trí Vân, vị Phật thứ 12 hiệu là Phật Sư Tử Trí Quang Minh, vị Phật thứ 13 hiệu là Phật Quang Minh Kế, vị Phật thứ 14 hiệu là Phật Công Đức Quang Minh Tràng, vị Phật thứ 15 hiệu là Phật Trí Nhật Tràng, vị Phật thứ 16 hiệu là Phật Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân, vị Phật thứ 17 hiệu là Phật Phước Đức Nghiêm Tịnh Quang,
Vị Phật thứ 18 hiệu là Phật Trí Diễm Vân, vị Phật thứ 19 hiệu là Phật Phổ Chiếu Nguyệt, vị Phật thứ 20 hiệu là Phật Trang Nghiêm Cái Diệu Âm Thanh, vị Phật thứ 21 hiệu là Phật Sư Tử Dũng Mãnh Trí Quang Minh, vị Phật thứ 22 hiệu là Phật Pháp Giới Nguyệt, vị Phật thứ 23 hiệu là Phật Hiện Hư Không Ảnh Tượng Khai Ngộ Chúng Sinh Tâm, vị Phật thứ 24 hiệu là Phật Hằng Cứu Tịch Diệt Âm, vị Phật thứ 25 hiệu là Phật Phổ Trấn Địch Tĩnh Âm, vị Phật thứ 26 hiệu là Phật Cam Lộ Sơn, vị Phật thứ 27 hiệu là Phật Pháp Hải Âm, vị Phật thứ 28 hiệu là Phật Kiên Cố Võng, vị Phật thứ 29 hiệu là Phật Ảnh Kế Như Lai, vị Phật thứ 30 hiệu là Phật Nguyệt Quang Hào, vị Phật thứ 31 hiệu là Phật Biện Tài Khẩu, vị Phật thứ 32 hiệu là Phật Giác Hoa Trí, vị Phật thứ 33 hiệu là Phật Bảo Diệm Sơn, vị Phật thứ 34 hiệu là Phật Công Đức Tinh, vị Phật thứ 35 hiệu là Phật Bảo Nguyệt Tràng, vị Phật thứ 36 hiệu là Phật Tam Muội Thân, vị Phật thứ 37 hiệu là Phật Bảo Quang Vương, vị Phật thứ 38 hiệu là Phật Phổ Trí Hạnh, vị Phật thứ 39 hiệu là Phật Diễm Hải Đăng, vị Phật thứ 40 hiệu là Phật Ly Cấu Pháp Âm Vương, vị Phật thứ 41 hiệu là Phật Vô Tỷ Đức Danh Xương Tràng, vị Phật thứ 42 hiệu là Phật Tu Tý, vị Phật thứ 43 hiệu là Phật Bổn Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt, vị Phật thứ 44 hiệu là Phật Chiếu Nghĩa Đăng, vị Phật thứ 45 hiệu là Phật Thâm Viễn Âm, vị Phật thứ 46 hiệu là Phật Tỷ Lô Giá Na Thắng Tạng Vương, vị Phật thứ 47 hiệu là Phật Chư Thừa Tràng, vị Phật thứ 48 hiệu là Phật Pháp Hải Diệu Liên Hoa. Nêu ra sơ lược 48 vị Phật. Phật tử trong kiếp thắng hạnh đó có 60 ước trăm ngàn na do tha vị Phật xuất hiện ra đời, như vậy ta đều gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật, hết thảy chư Phật ta đều đến đạo tràng của Phật lắng nghe chánh pháp, tu vô thượng đạo. Vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Quảng Đại Giải, ta ở chỗ Đức Phật đó đắc được mắt trí huệ. Bấy giờ Đức Phật đó đi vào thành giáo hóa, ta làm vương phi cùng quốc vương kính lễ Phật, đem các đồ vật tốt đẹp cúng dường Đức Phật. Được nghe Đức Phật đó nói pháp môn sinh ra tất cả Như Lai Đăng, lập tức ta đắc được cảnh giới giải thoát biển Tam Muội, quán sát tất cả Bồ Tát. Vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Quảng Đại Giải, ta ở chỗ Đức Phật đó chứng được mắt trí huệ thanh tịnh. Lúc bấy giờ Đức Phật Quảng Đại Giải đi vào thành giáo hóa chúng sinh, lúc đó ta làm vương phi cùng với quốc vương đảnh lễ Đức Phật, đem các đồ vật tốt đẹp cúng dường Đức Phật. Ở trong đạo tràng của Phật lắng nghe Đức Phật đó nói pháp môn sinh ra tất cả Như Lai Đăng, lập tức ta chứng được cảnh giới giải thoát biển Tam Muội, quán sát tất cả Bồ Tát. Phật tử, ta đắc được giải thoát này rồi, ta cùng với Bồ Tát ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, siêng năng tu tập ở trong kiếp số nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thừa sự cúng dường vô lượng chư Phật, hoặc trong một kiếp thừa sự một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, hoặc bất khả thuyết vị Phật, hoặc gặp chư Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ta đều gần gũi hầu hạ cúng dường, mà chưa biết được thân hình lượng sắc tướng cùng với thân nghiệp tâm hạnh trí huệ tam muội cảnh giới của Bồ Tát. Phật tử, ta đắc được môn giải thoát này rồi, ta cùng với Bồ Tát ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, siêng năng tu tập pháp môn này ở trong kiếp số nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thừa sự cúng dường vô lượng chư Phật, hoặc trong một kiếp thừa sự một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, hoặc bất khả thuyết vị Phật, hoặc gặp chư Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ta đều gần gũi Phật, thừa sự Phật, cúng dường Phật, không khi nào mệt mỏi, mà ta vẫn chưa biết được thân hình lượng sắc tướng cùng với thần nghiệp tâm hạnh trí huệ tam muội cảnh giới của Bồ Tát. Phật tử, nếu có chúng sinh được thấy Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề, hoặc nghi hoặc tin, thì Bồ Tát đều dùng đủ thứ phương tiện thế xuất thế gian để nhiếp lấy họ, dùng làm quyến thuộc khiến cho họ được bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Phật tử, nếu có chúng sinh thấy được Bồ Tát tu hạnh Bồ Đề hoặc nghi hoặc tin, thì Bồ Tát đều dùng đủ thứ pháp môn phương tiện thế xuất thế gian để nhiếp thọ lấy họ, dùng làm quyến thuộc khiến cho họ được bất thối chuyển nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Phật tử, ta thấy được Đức Phật đó đắc được giải thoát này rồi, cùng với Bồ Tát ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật cùng nhau tu tập, ở trong những kiếp đó hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều gần gũi hầu hạ cúng dường, nghe Phật nói pháp, đọc tụng thọ trì. Ở chỗ các Đức Phật đó đắc được đủ thứ pháp môn giải thoát này, biết đủ thứ ba đời và đủ thứ biển cõi,
thấy đủ thứ thành chánh giác, và đủ thứ Phật chúng hội, phát đủ thứ đại nguyện Bồ Tát, tu đủ thứ diệu hạnh Bồ Tát, đắc được đủ thứ giải thoát Bồ Tát mà vẫn chưa biết được môn giải thoát phổ hiền của Bồ Tát đắc được. Phật tử, ta thấy được Đức Phật Quảng Đại Giải đắc được môn giải thoát này rồi, cùng với Bồ Tát ở trong đại kiếp, nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, cùng nhau tụ tập, ở trong những kiếp đó hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều đến đạo tràng của Phật, gần gũi hầu hạ cúng dường Phật, lắng nghe chư Phật nói chánh pháp, đọc tụng tất cả pháp, thọ trì tất cả pháp, ở chỗ đạo tràng tất cả chư Phật đó, đắc được đủ thứ pháp môn giải thoát này, biết đủ thứ ba đời và đủ thứ biển cõi, thấy đủ thứ Phật thành chánh giác và đủ thứ Phật chúng hội đạo tràng, phát đủ thứ đại nguyện Bồ Tát, tu đủ thứ diệu hạnh Bồ Tát, đắc được đủ thứ giải thoát Bồ Tát mà vẫn chưa biết được môn giải thoát Bồ Tát phổ hiền của Bồ Tát đắc được. Tại sao? Vì môn giải thoát Bồ Tát phổ hiền như thái hư không, như tên chúng sinh, như biển ba đời, như biển mười phương, như biển pháp giới, vô lượng vô biên. Phật tử, môn giải thoát Bồ Tát phổ hiền đồng với cảnh giới Như Lai. Tại sao vậy? Vì môn giải thoát của Bồ Tát phổ hiền như hư không, vì chẳng có bờ mé, như tên chúng sinh, vì vô lượng vô biên, như biển ba đời, như biển mười phương, như biển pháp giới, đều vô lượng vô biên. Phật tử, môn giải thoát Bồ Tát phổ hiền đối với cảnh giới Như Lai, cho nên ta không thể nào biết hết tỉ mỉ được, càng không thể nào thấu rõ được. Phật tử, ta ở trong số kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, quán thân Bồ Tát không nhảm đủ, như người nhiều dục, nam nữ tập hội, ái nhiễm với nhau, khởi vô lượng vọng tưởng tư giác. Ta cũng như thế, quan sát mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát, niệm niệm thấy vô lượng vô biên thế giới rộng lớn, đủ thứ an trụ, đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ hình tướng. Có đủ thứ núi, đủ thứ đất, đủ thứ mây, đủ thứ tên, đủ thứ Phật ra đời, đủ thứ đạo tràng, đủ thứ chúng hội, diễn nói đủ thứ kinh, nói đủ thứ quán đảnh, đủ thứ các thừa, đủ thứ phương tiện, đủ thứ thanh tịnh. Phật tử, ta ở trong số kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, quan sát thân Bồ Tát không khi nào nhảm đủ. Giống như người nhiều dục, nam nữ tập hội, ái nhiễm với nhau, khởi vô lượng vọng tưởng tư giác. Ta cũng như thế, quan sát mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát, trong niệm niệm thấy vô lượng vô biên thế giới rộng lớn, có đủ thứ an trụ, có đủ thứ trang nghiêm, có đủ thứ hình tướng, có đủ thứ núi, có đủ thứ đất, có đủ thứ mây, có đủ thứ tên, có đủ thứ Phật ra đời, có đủ thứ đạo tràng, có đủ thứ chúng hội, sẽ nói đủ thứ kinh, nói đủ thứ pháp quán đảnh, nói đủ thứ các thừa pháp, nói đủ thứ pháp phương tiện, nói đủ thứ pháp thanh tịnh. Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, niệm niệm thường thấy vô biên biển chư Phật, ngồi đủ thứ đạo tràng, hiện đủ thứ thần biến, chuyển đủ thứ bánh xe pháp, nói đủ thứ tu đa la, luôn luôn không đoạn tuyệt. Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, niệm niệm thường thấy vô biên biển chư Phật, ngồi đủ thứ đạo tràng, hiện đủ thứ thần biến, chuyển đủ thứ bánh xe pháp, nói đủ thứ tu đa la, kinh, luôn luôn không đoạn tuyệt. Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, thấy vô biên biển chúng sinh, đủ thứ chỗ ở, đủ thứ hình tướng, đủ thứ việc làm, đủ thứ các căn. Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, thấy vô biên biển chúng sinh, có đủ thứ chỗ ở, có đủ thứ hình tướng, có đủ thứ việc làm, có đủ thứ các căn, thảy đều khác nhau, có cảnh giới ngàn sai vạn biệt. Lại nữa, trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, thấy vô biên hạnh môn của các Bồ Tát ba đời, đó là vô biên nguyện rộng lớn, vô biên địa khác nhau, vô biên bà la mật, vô biên việc thuở xưa, vô biên môn đại từ, vô biên mây đại bi, vô biên tâm đại hỷ, vô biên phương tiện nhấp lấy chúng sinh. Lại nữa, trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, thấy vô biên hạnh môn của các Bồ Tát ba đời, đó là vô biên nguyện rộng lớn, vô biên địa khác nhau, vô biên bà la mật, vô biên việc thuở xưa, vô biên môn đại từ, vô biên mây đại bi, vô biên tâm đại hỷ, vô biên phương tiện nhấp lấy chúng sinh. Phật tử, ta ở nơi kiếp số, nhiều như hạt bụi cõi Phật, niệm niệm quán mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát như vậy, chỗ đã đến thì không đến nữa, chỗ đã thấy thì không thấy nữa, tìm cầu bờ mé rốt ráo không thể được, cho đến thấy Thái tử Tất Đạt ở trong cung thể nữ vây quanh, ta dùng sức giải thoát, quán mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, đều thấy sự việc trong pháp giới ba đời. Phật tử, ta ở nơi kiếp số, nhiều như hạt bụi cõi Phật, trong niệm niệm quan sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát như vậy, chỗ đã đến thì ta không đến nữa, chỗ đã thấy thì ta không thấy nữa, muốn tìm cầu bờ mé trên thân Bồ Tát rốt ráo không thể được, cho đến thấy được Thái tử Tất Đạt ở trong cung có thể nữ vây quanh,
Ta dùng sức giải thoát, quán sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, đều thấy sự việc trong pháp giới ba đời, tất cả sự việc đều rõ ràng. Phật tử, ta chỉ đắc được giải thoát quán sát biển Tam Muội Bồ Tát này. Như các đại Bồ Tát rốt ráo vô lượng các biển phương tiện, vì tất cả chúng sinh hiện tùy loại thân, vì tất cả chúng sinh nói tùy lạc hạnh, trong mỗi mỗi lỗ chân lông hiện vô biên biển sắc tướng, biết tánh các pháp không tánh làm tánh, biết tánh chúng sinh đồng tướng hư không không có phân biệt, biết thần lực của Phật đồng với như như khắp tất cả mọi nơi, thị hiện vô biên cảnh giới giải thoát ở trong một niệm tự tại và pháp giới rộng lớn du hí tất cả pháp môn các địa, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Phật tử, ta chỉ đắc được pháp môn giải thoát quán sát biển Tam Muội Bồ Tát này. Như nói đến các vị Bồ Tát rốt ráo vô lượng các biển phương tiện, vì tất cả chúng sinh hiện tùy loại thân, vì tất cả chúng sinh nói tùy lạc hạnh, chúng sinh hoan hỷ pháp gì thì nói pháp đó, khiến cho họ tin thọ y pháp tu hành, trong mỗi mỗi lỗ chân lông thì hiện vô biên biển sắc tướng, biết tánh của tất cả các pháp dùng không tánh làm tánh, biết tánh chúng sinh đồng tướng hư không không có phân biệt, biết thần lực của Phật đồng với như như khắp tất cả mọi nơi, thì hiện vô biên cảnh giới giải thoát ở trong một niệm nhậm vận tự tại và pháp giới rộng lớn du hí tất cả pháp môn các địa. Bồ Tát có đủ thứ cảnh giới như vậy mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Cảnh giới mà trong kinh Hoa Nghiêm nói đa số là cảnh giới thấy ở trong định. Những cảnh giới này với chỗ thấy của hàng phàm phu hoàn toàn khác nhau, vì trí huệ của phàm phu tưởng không đến được. Hiện tại chúng ta đang nghe kinh Hoa Nghiêm, phải biết rằng đây là chư Phật Bồ Tát ở trong định diễn nói diệu pháp hết thảy cảnh giới sâu rộng khó biết được, chẳng phải là hí luận mà là trí huệ của chúng ta quá nông cạn, chưa đạt đến được trình độ thấu hiểu. Thiện nam tử, trong thế giới này có Phật mẫu Ma Gia, người đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh nơi các thế gian không có nhiễm trước, cúng dường chư Phật luôn không ngừng nghỉ, làm việc của Bồ Tát vĩnh viễn không thối chuyển, lìa tất cả chướng ngại vào giải thoát của Bồ Tát, không do người khác mà trụ tất cả Bồ Tát đạo, đến tất cả chỗ Như Lai nhiếp tất cả cõi chúng sinh, hết kiếp thừa vị lai tu Bồ Tát hạnh, phát nguyện đại thừa, tăng trưởng căn lành của tất cả chúng sinh thường không ngừng nghỉ. Cô gái thích nữ Cù Ba nói với thiện tài đồng tử, thiện nam tử, trong thế giới Ta Bà này có vị Phật mẫu tên là Ma Gia Phu Nhân, người hãy đi đến chỗ ngài đó hỏi Bồ Tát làm thế nào tu hành Bồ Tát hạnh nơi các pháp thế gian không có tư tưởng nhiễm trước. Pháp thế gian là gì? Tức là cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp. Đối với cảnh giới sáu trần, tâm không sinh tơ hào nhiễm trước, cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời luôn luôn không ngừng nghỉ, là nghiệp lành của Bồ Tát vĩnh viễn không thối chuyển. Thế nào là nghiệp của Bồ Tát? Tức là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Vạn hạnh tức là tu hành tất cả, xa lìa tất cả chướng ngại vào môn tâm muội giải thoát của Bồ Tát, đều do mình nỗ lực tu hành chứ không do người khác chứng được. Trụ tất cả Bồ Tát đạo, đến chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, nhiếp thọ tất cả cõi chúng sinh, hết kiếp thủ vị lai tu Bồ Tát hạnh, phát tâm thệ nguyện đại thừa, tăng trưởng căn lành của tất cả chúng sinh, thường thường tinh tấn, không lúc nào giải đãi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không mệt mỏi. Bấy giờ cô gái Thích Ca Cù Ba muốn tường thuật lại nghĩa giải thoát này, nương thần lực của Phật bèn nói kệ rằng, lúc đó cô gái Thích Ca Cù Ba muốn tường thuật lại nghĩa môn giải thoát này, bèn nương thần lực gia trì của mười phương chư Phật nói ra 31 bài kệ dưới đây. Nếu ai thấy Bồ Tát tu hành đủ thứ hạnh, khởi tâm thiện bất thiện, Bồ Tát đều nhiếp lấy. Nếu có chúng sinh nào thấy được Bồ Tát tu hành đủ thứ hạnh, dù khởi tâm thiện hoặc tâm bất thiện, Bồ Tát đều nhiếp lấy họ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát có tư tưởng vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Thuở lâu xa về trước, quá kiếp bụi trăm cõi, có kiếp tên Thanh Tịnh, thế giới tên Quang Minh. Thuở rất lâu xa về trước, trải qua đại kiếp, nhiều như số hạt bụi trăm bụi cõi Phật. Có kiếp tên Thanh Tịnh, trong kiếp đó, có thế giới tên là Quang Minh. Kiếp đó Phật ra đời 60.000 vạn ức, chủ trời người cuối cùng hiệu là Pháp Tràng Đăng. Trong đại kiếp Thanh Tịnh có 60.000 vạn ức vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Pháp Tràng Đăng. Phật đó niết bàn rồi, có vua tên Trí Sơn thống lãnh Diêm Phù Đề, tất cả không oán địch. Sau khi Đức Phật Pháp Tràng Đăng vào niết bàn rồi, có ông vua tên là Trí Sơn
Vị vua này thống lãnh thế giới Nam Diêm Phủ Đè với các quốc gia khác hòa bình với nhau, cho nên không có tất cả oán địch. Vua có 500 con, đoan chính và dũng mãnh, thân thể đều thanh tịnh, ai thấy đều hoan hỉ. Vua Chí Sơn có 500 người con, ai cũng đều có tướng mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh, dũng mãnh, thiện chiến. Những vương tử đó thân thể rất thanh tịnh, phạm là ai thấy được họ đều sinh đại hoan hỉ. Vua đó và vương tử tín tâm cúng dường Phật, hộ trì phải pháp tạng, cũng thích siêng tu pháp. Vua Chí Sơn và 500 vương tử tín tâm kiên cố, kiên thành cúng dường Phật, hộ trì pháp tạng của Phật nói. Họ rất hoan hỷ siêng tu pháp của tất cả chư Phật nói, y pháp tu hành, y giáo phụng hành. Thái tử tên Thiện Quang, lìa cấu nhiều phương tiện, các tướng đều viên mãn, ai thấy không nhảm đủ. Thái tử tên là Thiện Quang đã lìa khỏi tất cả trần cấu, chẳng có tư tưởng tạp nhiễm, thực hành nhiều pháp phương tiện, có trí huệ vô thượng, có các tướng tốt thầy đều viên mãn, khiến cho người thấy sinh tâm vui mừng, không có tâm nhảm đủ, cho nên chiêm ngưỡng dung nhan của bậc thánh, mắt không tạm rời. 500 ước người tụ xuất gia tu học đạo, dũng mãnh sinh tinh tấn, hộ trì các Phật pháp. Thái tử Thiện Quang và 500 ước người tụ hội lại với nhau xuất gia tu đạo, mỗi người đều phát tâm Bồ đề trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Do đó dũng mãnh kiên cố, siêng năng tinh tấn, tu tập tất cả Phật pháp, hộ trì tất cả Phật pháp. Vương đồ tên Trí Thụ, ngàn ước thành bao quanh, có rừng tên Tĩnh Đức, các báu dùng trang nghiêm. Vương đồ của vua Trí Sơn ở tên là Trí Thụ. Trung quanh thành có ngàn ước thành bao quanh, phía ngoài thành có khu rừng lớn tên là Tĩnh Đức, dùng các báu đẹp để trang nghiêm. Thiện Quang ở rừng đó rộng tuyên Phật chánh pháp, biện tài sức trí huệ, khiến chúng đều thanh tịnh. Sau khi Thái tử Thiện Quang xuất gia rồi, ở trong khu rừng đó tinh tấn tu đạo, rộng tuyên dương chánh pháp của Phật nói. Ngài có sức trí huệ biện tài vô ngại, hãy khiến cho người nghe pháp tâm được thanh tịnh, chẳng có tư tưởng hoặc hành vi không chánh đáng. Có lúc vì khất thực vào thành vương đô đó, đi đứng rất an tưởng, chánh tri tâm chẳng loạn. Có lúc tỳ kheo Thiện Quang vì khất thực mà đi vào thành vua Trí Thụ để khất thực, chẳng phân biệt giàu nghèo, cho chúng sinh cơ hội gieo trồng ruộng phước. Tỳ kheo Thiện Quang đi đứng rất an tường, chẳng những giới luật đoan nghiêm mà oai nghi cũng đầy đủ, bất cứ gặp cảnh giới gì tâm cũng chánh niệm, chẳng bị cảnh giới nhiễu loạn. Trong thành có cư sĩ tên là Thiện danh xưng, ta là con gái ông tên là Tịnh Nhật Quang. Lúc đó trong thành Trí Thụ có vị cư sĩ tên là Thiện danh xưng, lúc bấy giờ ta là con gái ông Thiện danh xưng tên là Tịnh Nhật Quang. Ta ở trong thành đó gặp được Thiện Quang Minh, các tướng rất đoan nghiêm, bèn sinh tâm nhiễm trước. Lúc đó ta ở trong thành đó gặp được tỳ kheo Thiện Quang Minh, ngài có tướng mạo đoan chánh rất trang nghiêm, khiến cho người khởi lòng cung kính. Lúc đó ta bèn sinh tư tưởng nhiễm trước đối với ngài. Khất thực đến nhà ta, tâm ta thêm ái nhiễm, liền cởi chuỗi anh là chân châu để vào bát. Tỳ kheo Thiện Quang Minh thứ tự đi khất thực đến cửa nhà ta, tâm ái nhiễm của ta càng tăng thêm, ta liền cởi sâu chuỗi anh lạc và một số đồ trang sức bỏ vào trong bát của tỳ kheo Thiện Quang Minh, biểu thị sự cúng dường kiền thành của ta. Tuy dùng tâm ái nhiễm cúng dường Phật tử đó 250 kiếp, không đọa ba đường ác. Tuy ta dùng tâm ái nhiễm cúng dường Phật tử đó, nhưng trải qua 250 kiếp, không đọa lạc vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hoặc sinh nhà thiên vương, hoặc làm con gái vua, luôn gặp Thiện Quang Minh, tướng tốt trang nghiêm thân. Ta ở trong 250 đại kiếp, hoặc sinh nhà thiên vương, hoặc sinh vào trong nhà vua, làm con gái của vua. Ta luôn gặp tỳ kheo Thiện Quang Minh, tướng tốt trang nghiêm thân. Trải qua những kiếp sau, 250 kiếp, sinh vào nhà thiện hiện, tên cụ Túc Diệu Đức. Từ đó về sau lại trải qua 250 đại kiếp, sinh vào nhà bảo mẫu thiện hiện, hoa sen hóa xanh, bà thiện hiện làm bảo mẫu, tên của ta là Cụ Túc Diệu Đức. Thời ta thấy thái tử, bèn sinh tâm tôn trọng, muốn được theo hầu hạ, may mắn được nạp thọ. Lúc đó ta thấy thái tử oai đức chủ trang nghiêm, bèn sinh tâm tôn trọng. Ta phát nguyện muốn được theo hầu hạ, phục vụ cho thái tử. Ta rất là may mắn được thái tử thương tình mà nạp thọ ta làm vợ. Ta thời với thái tử gặp Phật thắng nhiệt thân, cung kính cúng dường rồi liền phát tâm Bồ đề. Đương thời ta với thái tử cùng đi đến gặp Đức Phật thắng nhiệt thân,
Đảnh lễ cung kính cúng dường Phật, ta và Thái tử lập tức phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề. Ở trong một kiếp đó, có 60 ức Phật, Phật Thế Tôn cuối cùng hiệu là Quảng Đại Giải. Ở trong một kiếp đó, có 60 ức vị Phật xuất hiện ra đời, vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Quảng Đại Giải. Nơi đó được mắt tịnh, biết rõ tướng các pháp, khắp thấy nơi thọ sinh, vĩnh trừ tâm điên đảo. Ta ở chỗ đạo tràng Phật Quảng Đại Giải, đắc được mắt thanh tịnh, biết rõ thật tướng các pháp. Ta khắp thấy nơi mình thọ sinh, từ đó ta vĩnh viễn diệt trừ tâm điên đảo mộng tưởng. Ta được quán tàm muội, cảnh giải thoát Bồ Tát, một niệm vào mười phương, biển cõi không nghĩ bàn. Ta đắc được môn giải thoát quán sát cảnh giới tam muội của Bồ Tát, trong một niệm vào biển cõi chư Phật, trong mười phương không thể nghĩ bàn, chẳng có mọi sự chướng ngại, có thể nói là nhậm vận tự tại, tại tâm mãn nguyện, muốn đến đâu thì đến đó, chẳng bị hạn chế. Ta thấy các thế giới tịnh uế đủ thứ khác, cõi tịnh chẳng tham ưa, cõi uế chẳng chán ghét. Ta thấy hết thảy các thế giới có đủ thứ sự khác biệt, có thế giới tịnh, có thế giới uế, có thế giới tịnh uế xen tạp. Ta ở trong thế giới tịnh cũng chẳng tham trước tịnh, ta ở trong thế giới cấu uế cũng chẳng chán ghét cấu uế. Khắp thấy các thế giới Như Lai ngồi đạo tràng, đều ở trong một niệm, đều phóng vô lượng quang. Ta thấy khắp trong tất cả thế giới, bất cứ là thế giới ngửa, hoặc là thế giới úp, hoặc là thế giới tròn, hoặc là thế giới vuông, đều có chư Phật đang ngồi tại đạo tràng, đều ở trong một niệm phóng ra vô lượng đại quang minh, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Một niệm vào khắp được, bất khả thuyết chúng hội, cũng biết hết tất cả sở đắc môn tam muội. Ta có thể ở trong một niệm vào khắp bất khả thuyết chúng hội, cũng biết tất cả Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, đắc được môn giải thoát tam muội. Một niệm đều biết được các hạnh rộng lớn đó, vô lượng địa phương tiện, cùng với các biển nguyện. Ta có thể trong khoảng một niệm đều biết được tất cả Bồ Tát tu hạnh môn rộng lớn, đắc được vô lượng địa pháp môn phương tiện thiện xả. Cùng với các biển đại nguyện phát ra, những cảnh giới đó ta đều biết rõ. Ta quán thần Bồ Tát vô biên kiếp tu hành, lượng mỗi lỗ chân lông tìm cầu không thể được. Ta quán sát thần Bồ Tát ở trong vô biên kiếp, dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu hành, lượng mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát dù có tìm cầu cũng không thể được, không thể đến được bờ mé. Cõi mỗi lỗ chân lông vô số bất khả thuyết, địa thủy hỏa phong luân thảy đều ở trong đó. Cõi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát vô số vô lượng bất khả thuyết, địa luân, thủy luân, hỏa luân, phong luân đều ở trong một lỗ chân lông. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đủ thứ các kiến lập, đủ thứ các hình trạng, đủ thứ thể danh hiệu, vô biên thứ trang nghiêm. Có đủ thứ kiến lập, có đủ thứ hình trạng, có đủ thứ thể tướng, có đủ thứ danh hiệu, có vô biên đủ thứ sự trang nghiêm. Ta thấy các biển cõi bất khả thuyết thế giới, và thấy Phật trong đó nói pháp độ chúng sinh. Ta thấy tất cả biển cõi chư Phật có bất khả thuyết thế giới, trong mỗi thế giới đều có Phật đang ở trong đó, giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, khiến cho họ tâm họ nhu hòa không càng cường. Không rõ thần Bồ Tát và các nghiệp thân đó cũng không biết tâm trí các kiếp sở hành đạo. Thần của Bồ Tát không biết có bao nhiêu, thân nghiệp tạo ra cũng không biết có bao nhiêu, tâm trí của Bồ Tát cũng không biết bao nhiêu, trong tất cả các kiếp hành Bồ Tát đạo cũng không biết được. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ cô gái thích nữ của ba, đi nhiễu quanh vô lượng vòng rồi từ tạ mà đi. Lúc bấy giờ thiện tài đồng tử lắng nghe cô gái thích nữ của ba nói kệ rồi, bèn đảnh lễ đi nhiễu vô lượng vòng rồi từ tạ mà lui ra, đi tìm Phật mẫu Ma Gia phu nhân. Hết tập 23.